Ngọc Hà xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Trước tiên là phần điểm tin chính. Dao có tính sát thương cao được coi là vũ khí từ năm 2025. Xác minh clip loạt xe khách bị bắn vỡ kính trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tháng 7 sẽ còn khoảng 3-4 đợt nắng nóng, có nơi trên 40 độ C. Chính thức khai thác cát biển tại Sóc Trăng cho cao tốc Bắc Nam. Đại bàng Hàn Quốc làm tổ ở Việt Nam, lĩnh vực nào được đầu tư mạnh nhất? Việt Nam mời chuyên gia bán dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ làm cố vấn. Xe ô tô Yaris biến mất khỏi trang web của Toyota Việt Nam. Đài Loan bắt giữ 8 người Việt Nam là lao động bỏ trốn. Vốn FDI thực hiện nửa đầu năm cao kỷ lục, Bắc Ninh trở lại tốt. Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng dù đang mùa thấp điểm. Tin thế giới. Trung Quốc lần đầu tiên tuyển sinh đại học chuyên ngành quản lý tang lễ. Đài Loan nâng mức cảnh báo đi lại tới Trung Quốc trước những đe dọa về án tử hình của Bắc Kinh. Hạ viện Mỹ đề xuất khôi phục lệnh trừng phạt từ thời ông Trump đối với cơ quan công an Trung Quốc. Phần Lan gửi vũ khí cho Kiev, UAV Ukraine gây thương vong ở tỉnh biên giới Nga. ICC hoãn lệnh bắt giữ lãnh đạo Israel, xung đột tại Lebanon leo thang. Loạt tàu chiến Mỹ áp sát Israel và Lebanon, Israel tuyên bố không muốn chiến tranh với Hezbollah. Thủ đô New Delhi, Ấn Độ chìm trong biển nước sau trận mưa kỷ lục. Phe Dân Chủ thất vọng với ông Biden, Chủ tịch Hạ viện kêu gọi phế truất. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin, vào sáng ngày hôm qua 29 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi với đa số đại biểu Quốc hội tán thành. Cụ thể, theo quy định tại luật mới, dao có tính sát thương cao là dao sắc, dao nhọn thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Định nghĩa này có phần khác so với dự thảo trước đây, khi bỏ đi nội dung về chiều dài cụ thể của lưỡi dao. Dao có tính sát thương cao sẽ có 3 chế độ quản lý, tương ứng từng mục đích sử dụng. Thứ nhất, sử dụng dao có tính sát thương cao với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối người thi hành công vụ, thì quy định là vũ khí thô sơ. Thứ hai, sử dụng dao có tính sát thương cao với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì quy định là vũ khí quân dụng. Thứ ba, sử dụng dao có tính sát thương cao phục vụ mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày thì không coi là vũ khí. Tuy nhiên, người sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dao có tính sát thương cao phải cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất khi có yêu cầu của công an. Theo kế hoạch, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1/2025. Báo Dân Trí đưa tin, mới đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện clip dài hơn 1 phút, phản ánh một loạt xe khách bị bắn vỡ kính khi di chuyển trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Long gây xôn xao dư luận. Tài xế chạy xe khách dừng nằm Lê Bửu Nguyên là chủ nhân đoạn video cho biết, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6, khi xe di chuyển còn cách cầu Mỹ Thuận 2 hơn 1 km hướng miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh, anh thấy bên chiều ngược lại có khoảng 4-5 xe khách đang đỗ tại lề đường. Nam tài xế nghĩ là tai nạn giao thông, nhưng khi chạy đến đoạn gần lối ra đi về trung tâm tỉnh Vĩnh Long thì xe anh gặp sự cố. Anh Nguyên cho hay, tôi nghe thấy âm thanh kính xe bị vật gì đó va đập vào nên bẻ lái vào giải dừng khẩn cấp để kiểm tra phương tiện. Xuống xe tôi phát hiện một ô cửa kính bị nứt nên dùng băng keo dán lại rồi di chuyển tiếp. Rất may không có ai bị thương. Theo anh Nguyên, lúc dừng xe cũng có khoảng 20 xe khách đang đậu để xử lý sự cố tương tự. Bên chiều ngược lại có nhiều xe dừng nằm bị bắn vỡ cửa kính. Khi sự việc xảy ra, tài xế này có quay clip và đăng tải lên TikTok nhằm cảnh báo người dân di chuyển trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phải chú ý an toàn. Chỉ sau 14 giờ, đoạn clip trên thu hút 700.000 lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ. Đại diện một nhà xe khác ở Cần Thơ cũng chia sẻ, có khoảng 10 xe khách dừng nằm từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây và một xe lên thành phố Hồ Chí Minh bị bắn vỡ kính trong khung giờ từ 21 giờ đến 22 giờ đêm 28 tháng 6. Cũng theo đơn vị vận tải này, khu vực bị bắn vỡ kính tập trung ở đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Long. Hai ngày trước đó là 18 đến 19 tháng 6, 4 chiếc xe dừng nằm của hãng đã bị bắn vỡ kính. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ báo vụ việc về cơ quan và xác minh thông tin trên. Tiếp tục cập nhật các diễn biến về tình hình thời tiết. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7 này ở miền Bắc sẽ còn xảy ra 2 đến 3 đợt nắng nóng, miền Trung 3 đến 4 đợt nắng nóng. Dự báo trong các đợt nắng nóng ở miền Bắc khả năng vẫn có những điểm nhiệt cao từ 37 đến 39 độ C. Tổng số ngày nắng nóng rơi vào khoảng 4 đến 6 ngày. Ở miền Trung cường độ nắng nóng gay gắt hơn do chịu tác động của hiệu ứng phơn mạnh hơn, nền nhiệt sẽ từ 37 đến 39 độ C, thậm chí có nơi vẫn có thể trên 40 độ C.
Số ngày nắng nóng sẽ kéo dài từ 8 đến 10 ngày và khả năng tập trung vào 20 ngày cuối tháng 7. Nền nhiệt trong tháng 7 và cả tháng 8 ở Bắc Bộ, Trung Bộ dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng từ 0,5 đến 1 độ C. Còn đợt nắng nóng đang diễn ra ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng mùng 1 tháng 7. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ kéo dài nhiều ngày hơn. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngoài ra, khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xác suất cao hơn vào nửa cuối tháng 7. Giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 cũng là mùa mưa ở Bắc Bộ, đề phòng các đợt mưa có cường suất rất lớn gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng. Bên cạnh đó có thể xuất hiện các đợt lũ vừa đến lớn gây ngập lụt đô thị, các vùng trũng thấp. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào ngày hôm qua 29 tháng 6, mỏ cát ở biển Sóc Trăng có diện tích gần 100 hectare đã chính thức được khai thác phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025. Tại buổi lễ khởi công, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, được sự cho phép của Chính phủ, thời gian qua bộ này đã thí điểm sử dụng cát biển đắp nền đường trên phạm vi hoàn trả tại đường tỉnh 978, tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, thuộc cao tốc Hậu Giang – Cà Mau một cách cẩn trọng. Kết quả cho thấy cát biển đáp ứng tiêu chuẩn đối với vật liệu thi công nền đường và thực hiện tương tự như cát sông. Dự kiến Bộ Giao thông Vận tải sẽ mở rộng phạm vi thí điểm đắp nền bằng cát biển trên tuyến chính, thí điểm từ km 81+000 đến hết phạm vi tuyến chính km 126+223 thuộc địa bàn huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ngoài ra, cát biển còn được sử dụng trên đoạn nối Cà Mau từ km 6+522 đến km 16+510 thuộc địa bàn các huyện Thới Bình, Trần Văn Thời và Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, với kim ngạch song phương năm 2023 đạt 76 tỷ USD. Tổng cục Hải quan nhận định, cơ cấu xuất khẩu của hai bên có tính bổ sung rõ nét và ít có sự cạnh tranh trực tiếp. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng mà các doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất, điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị phụ tùng và các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông thủy sản, thực phẩm chế biến, dệt may, giày dép, đồ gỗ. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc là nguồn cung cấp lớn thứ hai sau Trung Quốc đối với các linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, là nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất, đặc biệt là các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, hiện các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp khoảng 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, riêng Samsung đã chiếm khoảng 1/5 giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với con số hàng chục tỷ USD trên năm. Các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đều đang hoạt động mạnh tại Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu, giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí, luyện kim, hóa chất, dệt may, da giày. Về hợp tác lao động, cho đến nay đã có hơn 127.000 lượt người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc có hơn 250.000 người. Hàn Quốc cũng có cộng đồng hơn 150.000 người tại Việt Nam. Báo Thanh Niên đưa tin, mới đây trong chuyến công tác tại Mỹ từ ngày 22 đến 26 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với tiến sĩ Richard Lawton Thurston, nguyên phó chủ tịch TSMC, một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Tại buổi gặp này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề nghị ông Richard Thurston thúc đẩy TSMC đầu tư tại Việt Nam và mời ông Thurston làm cố vấn cho Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đáp lại, ông Thurston khẳng định sẽ hợp tác, hỗ trợ triển khai các đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và nhận lời làm cố vấn cho Việt Nam trong xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Ông Thurston đánh giá, Việt Nam có cơ hội rất lớn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI, đặc biệt khi có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, được đào tạo tốt. Việt Nam có thể chọn một trong các công đoạn để tập trung phát triển và xây dựng chiến lược cho riêng mình. Cũng trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã làm việc với nhiều doanh nhân, doanh nghiệp về công nghệ nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo như tập đoàn Microsoft, tập đoàn Supermicrocomputer, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại thung lũng Silicon, công ty Marvel tại Silicon Valley, tập đoàn Google. Liên quan đến lĩnh vực xe cộ, báo Zing đưa tin, Sofore EcoSport, Mitsubishi Mirage, Toyota Yaris có thể là chiếc hatchback tiếp theo bị khai tử tại Việt Nam. Theo đó, ghi nhận trên trang chủ của Toyota Việt Nam, chiếc Toyota Yaris đã không còn xuất hiện trong phân mục hatchback như trước. Có vẻ sau thời gian dài ghi nhận doanh số bán hàng lè đẹt, Toyota đã quyết định loại bỏ Yaris khỏi thị trường Việt trong năm nay.
Theo lời nhân viên tại một số đại lý Toyota trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, doanh số của Yaris trong những tháng vừa qua đa phần đến từ những đơn hàng đã được khách đặt trước, chứ không còn xe mới trưng bày tại cửa hàng. Thực tế, kế hoạch khai tử Yaris có lẽ đã được nhà sản xuất ô tô Nhật Bản chuẩn bị từ lâu, khi thương hiệu đã đưa người anh em của Yaris là Yaris Cross vào thị trường từ tháng 9 2023. Tại thị trường xe Việt, không chỉ Toyota Yaris mà gần như toàn bộ nhóm hatchback cũng đều rơi vào tình trạng ế suốt nhiều tháng. Sự hạn chế về không gian sử dụng và trang bị khiến các dòng xe này dần trở nên kém thu hút, nhất là khi người mua xe có thu nhập ngày càng tốt và yêu cầu cũng cao hơn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện ngày càng phổ biến của dòng SUV cỡ nhỏ, MPV 5+2 chỗ ngồi hay crossover mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Những mẫu xe này có thiết kế gầm cao, mái thoáng, mang đến tầm nhìn rộng, phù hợp với nhiều dạng địa hình hơn so với xe sedan hay hatchback. Truyền thông Đài Loan đưa tin, cảnh sát thành phố Đài Trung của quốc đảo này cho biết vừa phát hiện 16 người lao động nhập cư bỏ trốn từ Việt Nam và Indonesia. Theo nhà chức trách, nhóm lao động được tìm thấy vào sáng sớm ngày 26 tháng 6, bao gồm 8 người từ Việt Nam và 8 người từ Indonesia. Trong nhóm 8 người Việt này có một cặp vợ chồng đang bị chính quyền Đài Loan truy nã về tội lừa đảo. Chính quyền quận Đại Nhã của thành phố Đài Trung thông tin thêm, nhóm người lao động này đã mất tích trong khoảng thời gian từ vài tháng đến 2 hoặc 3 năm tùy từng người. Tất cả 16 người sau đó đều bị thẩm vấn và sau đó được giải đến cơ quan quản lý trung ương Đài Loan thuộc cơ quan nhập cư quốc gia để tiến hành điều tra. Được biết, Đài Loan hiện đang là thị trường hấp dẫn nhất đối với lao động Việt Nam. Trang Dân Trí dẫn số liệu từ Cục Quản lý Lao động nước ngoài cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 27.000 lao động sang Đài Loan, nâng tổng số lao động Việt Nam tại thị trường này lên hơn 280.000 người. Liên quan đến lĩnh vực đầu tư, theo số liệu mới do Tổng cục Thống kê công bố, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 6, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 15,19 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 6,83 tỷ USD, chiếm 71,6% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,89 tỷ USD, chiếm 19,9%. Các ngành còn lại đạt 817,6 triệu USD, chiếm 8,5%. Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4,01 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Kế đó là Hồng Kông 1,18 tỷ USD, chiếm 12,4%. Trung Quốc 1,01 tỷ USD, chiếm 10,6%. Nhật Bản 979 triệu USD, chiếm 10,3%. Thổ Nhĩ Kỳ 730,1 triệu USD, chiếm 7,7%. Đài Loan 529,8 triệu USD, chiếm 5,6%. Nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 48 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, Bà Rịa, Vũng Tàu dẫn đầu về vốn FDI đăng ký mới với 1,5 tỷ USD từ 20 dự án. Tuy nhiên, nhờ đăng ký điều chỉnh thêm gần 1,5 tỷ USD, Bắc Ninh đã vượt qua Bà Rịa, Vũng Tàu và Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,5 tỷ USD, tăng hơn 3 lần cùng kỳ và chiếm gần 17% tổng vốn đầu tư cả nước. Trong khi đó, liên quan đến lĩnh vực du lịch, Tổng cục Thống kê cho hay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam nửa đầu năm nay tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất nửa đầu năm với 2,28 triệu lượt khách, tiếp theo là Trung Quốc với 1,89 triệu lượt. Những thị trường còn lại trong top 10 là Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Australia, Ấn Độ, Campuchia và Thái Lan. Trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt 7,4 triệu lượt, chiếm 83,8% và tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Bằng đường biển đạt 164.900.000 lượt, chiếm 1,9% và tăng 199,5%. Chuyên gia nhận định chính sách thị thực thuận lợi, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lượng khách đến nửa năm đạt 50% mục tiêu đề ra cả năm là 17 đến 18 triệu lượt. Hiện ngành du lịch Việt Nam đang tăng tốc vào mùa cao điểm từ khoảng tháng 9 đến tháng 3, tháng 4 năm sau để hoàn thành mục tiêu cả năm 2024. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trung Quốc lần đầu tiên tuyển sinh đại học chuyên ngành quản lý tăng lễ. Đài Loan nâng mức cảnh báo đi lại tới Trung Quốc trước những đe dọa về án tử hình của Bắc Kinh. Hạ viện Mỹ đề xuất khôi phục lệnh trừng phạt từ thời ông Trump đối với cơ quan công an Trung Quốc. Phần Lan gửi vũ khí cho Kiev, UAV Ukraine gây thương vong ở tỉnh biên giới Nga. ICC hoãn lệnh bắt giữ lãnh đạo Israel, xung đột tại Lebanon leo thang. Loạt tàu chiến Mỹ áp sát Israel và Lebanon, Israel tuyên bố không muốn chiến tranh với Hezbollah. Thủ đô New Delhi, Ấn Độ chìm trong biển nước sau trận mưa kỷ lục. Phe Dân Chủ thất vọng với ông Biden, Chủ tịch Hạ viện kêu gọi phế truất.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng NTD đưa tin, gần đây Đại học Nghề Nội vụ, một cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ Trung Quốc, lần đầu tiên ra thông báo tuyển sinh chuyên ngành quản lý tang lễ hiện đại. Cụ thể, theo báo Thanh niên Trung Quốc, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã công bố văn bản chấp thuận thành lập trường Đại học Nghề Nội vụ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Nghề Quản lý Xã hội Bắc Kinh. Đây là trường đại học duy nhất trực thuộc Bộ Nội vụ Trung Quốc và cũng là trường đại học đầu tiên tuyển sinh chuyên ngành quản lý tang lễ hiện đại. Phạm vi tuyển sinh chuyên ngành này chỉ giới hạn ở 16 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và khu tự trị của Trung Quốc với chỉ tiêu 120 sinh viên. Vào ngày 27 tháng 6, tin tức về việc Trung Quốc lần đầu tiên tuyển sinh đại học chuyên ngành quản lý tang lễ đã xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng trên Internet, gây ra nhiều cuộc thảo luận. Một số cư dân mạng cho rằng việc chọn lọc ngành tang lễ có thể mang lại cơ hội việc làm ổn định và lương cao. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối, cho rằng ngành học này nghe xui xẻo và không hấp dẫn. Được biết, trong những năm gần đây, khi nền kinh tế Trung Quốc suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, các sinh viên tốt nghiệp đại học ngày càng khó tìm được việc làm hơn. Tuy nhiên, những nghề liên quan đến tang lễ từng rất không được ưa chuộng trước đó, hiện đã bắt đầu thu hút sự chú ý. Theo ghi nhận, vào tháng 6 năm ngoái, chủ đề tỷ lệ có việc làm trong ngành tang lễ là 100% đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên Internet. Một giảng viên tại trường Cao đẳng Nghề Quản lý Đô thị Trùng Khánh cho biết, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản lý và kỹ thuật tang lễ hiện đại của trường này có thể đạt 100% và số lượng sinh viên đăng ký vào ngành này đã tăng mạnh kể từ sau đại dịch. Vào tháng 4 năm nay, thông tin về việc những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành phát thanh và biểu diễn ở Trung Quốc làm việc tại nhà tang lễ tại các vị trí như người điều hành buổi lễ, người viết điếu văn hộ, người phụ trách lễ nghi, người phụ trách khâm liệm cũng đã thu hút sự chú ý lớn trong dư luận. Theo công bố thống kê về sự phát triển của các đơn vị sự nghiệp nội vụ năm 2022, tính đến cuối năm 2022, ở Trung Quốc có tổng cộng 4.474 đơn vị dịch vụ tang lễ với tổng số nhân viên là 91.000 người. Thưa quý vị, Đài Loan mới đây vừa nâng mức cảnh báo đi lại tới Trung Quốc lên mức cao thứ hai, yêu cầu công dân tránh đi lại không cần thiết tới nước này sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ áp dụng án tử hình đối với những người ngoan cố ủng hộ nền độc lập của hòn đảo. Cụ thể, theo thông cáo báo chí hôm 27 tháng 6, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan đã nâng cảnh báo đi lại từ vàng lên cam trong hệ thống khuyến cáo 4 cấp độ của hòn đảo này. Cảnh báo mới này không chỉ áp dụng cho Trung Quốc mà còn cho cả Hồng Kông và Macau. Ông Lương Văn Kiệt, Phó Chủ tịch và phát ngôn viên của Hội đồng các vấn đề đại lục, đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố bản cập nhật cảnh báo đi lại này. Ông cho biết quyết định được đưa ra sau khi chính phủ Đài Loan đã có đánh giá toàn diện. Đối với những người phải đi lại, ông Lương khuyến cáo họ nên tránh một số hoạt động như thảo luận các vấn đề chính trị nhạy cảm, chụp ảnh cảng biển, phi trường hoặc các cơ sở quân sự, không mang theo sách về chính trị, lịch sử hoặc tôn giáo. Ngoài ra, công dân Đài Loan nên trình bày các kế hoạch di chuyển của mình trên trang web của Hội đồng trước khi thực hiện các chuyến đi đến Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Macau trong tương lai. Trước đó, hôm 21 tháng 6, Bắc Kinh đã công bố hướng dẫn tư pháp mới nhắm vào những cá nhân người Đài Loan lên tiếng bảo vệ chủ quyền của hòn đảo hoặc gọi hòn đảo là một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Hướng dẫn liệt kê vài hoạt động phạm tội, chẳng hạn như thúc đẩy tư cách thành viên của Đài Loan trong các tổ chức quốc tế. Theo đó, Tòa án Trung Quốc sẽ được cấp phép xét xử vắng mặt những cá nhân này và hình phạt bao gồm án tù dài hạn và cả tử hình. Phản ứng lại, Hội đồng các vấn đề đại lục đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích quyết định trên của chính quyền Trung Quốc, nói rằng các hướng dẫn mới sẽ chỉ tạo ra sự đối kháng và cản trở việc tương tác giữa người dân qua eo biển Đài Loan. Hãng Fox News đưa tin, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ gần đây đang soạn thảo một dự luật mới nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt từ thời cựu Tổng thống Trump đối với Viện Khoa học Pháp y thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Theo ghi nhận, dự luật này được đề xuất vào ngày 26 tháng 6, có 10 người đồng tài trợ, tất cả đều là thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện và được hỗ trợ bởi các nhóm bảo thủ như Heritage Action và Viện Chính sách nước Mỹ trên hết. Được biết, vào tháng 5 năm 2020, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt 9 thực thể, trong đó có Viện Khoa học Pháp y Trung Quốc với cáo buộc đã tham gia vào cuộc đàn áp, giam giữ tùy tiện hàng loạt, cưỡng bức lao động và giám sát công nghệ cao đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, đồng thời đồng lõa với các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền của chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt này đã được dỡ bỏ vào tháng 11 năm ngoái, khi Mỹ cố gắng thuyết phục Bắc Kinh trấn áp các đường dây buôn bán chất cấm và tiền chất cấm fentanyl trên lãnh thổ của mình để ngăn chặn ma túy chảy vào Hoa Kỳ. Đáng chú ý, cùng ngày dự luật trên được tiết lộ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng công bố báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2023. Báo cáo trích dẫn dữ liệu cho thấy, tính đến cuối năm ngoái, Bắc Kinh đã bỏ tù gần 3.000 tù nhân chính trị. Tuy nhiên, do các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thiếu minh bạch, số người bị bỏ tù vì tín ngưỡng tôn giáo vào năm 2023 thực tế dao động từ hàng nghìn người đến trên 10.000 người. Ngoài ra, báo cáo cũng ghi nhận những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thực hiện đàn áp xuyên quốc gia đối với các tín đồ ở Hoa Kỳ.
Ví dụ, vào tháng 4 năm ngoái, FBI đã bắt giữ hai người Mỹ gốc Hoa vì tình nghi điều hành các đồn cảnh sát hải ngoại bất hợp pháp của Trung Quốc. Một trong những bị cáo bị buộc tội hỗ trợ Bắc Kinh tham gia các cuộc biểu tình chống lại các học viên Pháp Luân Công. Cũng trong bối cảnh này, vào ngày 25 tháng 6 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật bảo vệ Pháp Luân Công, yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp pháp môn tu luyện thiền định này. Dự luật này cũng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên cơ thể các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ tội ác thu hoạch nội tạng. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho các yêu cầu bình luận về các động thái trên. Trở lại với tình hình chiến sự Nga-Ukraine, chính quyền Phần Lan gần đây đã thông qua thêm một gói viện trợ quân sự thứ 24 trị giá 159 triệu euro dành cho Ukraine, nâng tổng giá trị các lô viện trợ quân sự của Helsinki dành cho Kiev lên hơn 2,2 tỷ euro. Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Phần Lan, gói viện trợ này thể hiện lời cam kết của Helsinki trong việc hỗ trợ chính quyền Kiev trong cuộc xung đột. Thông cáo nhấn mạnh, Phần Lan cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột. Đây không chỉ là vấn đề Ukraine, mà là quyền của tất cả những người dân tự do. Được biết, để đảm bảo an toàn cho việc chuyển giao thiết bị quân sự, những gì có trong lô viện trợ, phương thức vận chuyển cũng như thời gian bàn giao sẽ không được công bố. Trang Milinua nhận định rằng, ngoài việc gửi các lô viện trợ quân sự cho Ukraine, chính quyền Phần Lan có tham gia vào một số hoạt động hỗ trợ Kiev khác như đóng góp tài chính vào sáng kiến mua đạn pháo do Cộng hòa Séc khởi xướng hay tham gia vào sáng kiến mua thiết giáp cho Ukraine do Ba Lan đứng đầu. Tại diễn biến liên quan, vào hôm qua 29 tháng 6, giới chức Nga cho biết một vụ tấn công do máy bay không người lái UAV của quân đội Ukraine nhằm vào tỉnh biên giới Kursk đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Theo quyền thống đốc tỉnh Kursk Alexei Smirnov, quân đội Ukraine trong ngày 28 tháng 6 đã tổ chức các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào các tỉnh Kursk. Các đơn vị phòng không địa phương đã vô hiệu hóa 9 chiếc UAV của đối phương. Tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine vẫn tiếp tục leo thang, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho dân thường và tạo nên thách thức lớn cho các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh và hỗ trợ nhân đạo. Liên quan tới xung đột tại giải Gaza, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã hoãn quyết định ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Yoav Gallant. Việc trì hoãn xảy ra sau khi anh nộp đơn xin tạm hoãn điều tra lên tòa án vào ngày 10 tháng 6. ICC chấp nhận yêu cầu của Anh và cũng cho phép các nước khác đưa ra bình luận của họ. Cùng ngày, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng các nhóm vũ trang do nước này hậu thuẫn sẽ can thiệp nếu Israel tấn công Hezbollah ở Lebanon. Được biết, Israel và Hezbollah đã liên tục đụng độ tại biên giới phía nam Lebanon gần như hàng ngày từ khi chiến sự bùng phát ở giải Gaza. Căng thẳng tăng nhiệt trong những ngày qua, khi quân đội Israel tuần trước đã tuyên bố kế hoạch tấn công Lebanon đã được phê duyệt. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đe dọa không có nơi nào ở Israel an toàn trong trường hợp hai bên xảy ra chiến tranh tổng lực. Cũng trong bối cảnh này, CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ mới đây tiết lộ rằng nước này đang điều động lực lượng đến gần Israel và Lebanon trước lo ngại căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang và lan rộng thành xung đột khu vực. Quan chức giấu tên đầu tiên cho biết việc triển khai này đã được Mỹ lên kế hoạch từ lâu. Trong khi đó, quan chức thứ hai cho hay Mỹ đã điều các tàu vào sâu hơn để tới phía đông Địa Trung Hải do phía Israel tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho những hành động dữ dội ở miền nam Lebanon. Tuy vậy, các quan chức nhấn mạnh rằng việc điều khiển tàu chiến lần này không phải là dấu hiệu cho thấy Washington đang có kế hoạch sơ tán công dân Mỹ ra khỏi Lebanon, mà nhằm mục đích răn đe và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Trước đó, trong thông báo đưa ra hôm 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa kêu gọi công dân nước này cân nhắc thận trọng việc đến Lebanon, cảnh báo rằng môi trường an ninh vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng. Hiện Mỹ chưa ra lệnh sơ tán công dân nước này khỏi Lebanon, nhưng Nhà Trắng đã lên kế hoạch cho kịch bản đó. Đáng chú ý, bình luận trước tình hình căng thẳng hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định Israel không muốn chiến tranh với lực lượng Hezbollah và nước này ưu tiên giải pháp ngoại giao. Phát biểu trong chuyến thăm khẩu đội phòng không vòm sắt ở miền Bắc Israel, Bộ trưởng Israel tuyên bố, chúng tôi đang chuẩn bị lực lượng quân sự và điều này có thể xảy ra nhanh chóng. Mặt khác, chúng tôi cũng đang vạch phương án chính trị, điều luôn tốt hơn. Song ông cũng khẳng định rằng nếu Hezbollah ở Lebanon chọn phương án xung đột, Israel sẽ biết phải làm gì. Nhưng nếu lực lượng này chọn tiến tới một thỏa thuận, Israel sẽ đáp lại. Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng luôn sẵn sàng cho điều đó, Israel nhấn mạnh. Hãng AFP đưa tin,
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong những ngày qua đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi khu vực này ghi nhận mưa kỷ lục trong vòng 24 giờ, vượt qua lượng mưa trung bình của thành phố trong cả tháng 6. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, chỉ trong ngày 28 tháng 6, lượng mưa tại New Delhi đã lên tới 228mm, cao hơn đến 266% so với lượng mưa thông thường. Tháng 6 này cũng là thời điểm mưa nhiều nhất tại New Delhi trong hơn 15 năm qua. Theo ghi nhận, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nề để hỗ trợ người dân sơ tán. Các ga tàu điện và các hầm chui đã tạm thời phải đóng cửa, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trước đó, mưa lớn đã làm sập mái che sân bay, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương, nhiều chuyến bay bị hủy. Ngoài ra, nhiều người dân cũng bị mắc kẹt sau khi một tòa nhà đang trong quá trình thi công bị sập do mưa, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Được biết, Ấn Độ đang phải trải qua hai hình thái thời tiết cực đoan, tác động nghiêm trọng tới đời sống của người dân trong thời gian qua, trong khi nhiệt độ ở miền Bắc Ấn Độ tăng vọt lên gần 50 độ C, tạo thành một trong những đợt nắng nóng dài nhất được ghi nhận, thì khu vực Đông Bắc Ấn Độ lại hứng chịu lũ lụt và lở đất, ảnh hưởng đến hàng nghìn người. Tình hình thời tiết khắc nghiệt này không chỉ gây ra nhiều thiệt hại về người và của, mà còn làm gia tăng áp lực lên các cơ quan chức năng trong việc đối phó và khắc phục hậu quả. Những biến đổi khí hậu cực đoan này đòi hỏi Ấn Độ phải có những biện pháp đối phó hiệu quả hơn trong tương lai để bảo vệ người dân và giảm thiểu thiệt hại. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson mới đây vừa lên tiếng kêu gọi phế truất Tổng thống Joe Biden, viện dẫn những lo ngại về tình trạng sức khỏe và năng lực lãnh đạo của ông Biden sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Donald Trump. Phát biểu với báo giới, ông Johnson bày tỏ quan ngại rằng các đối thủ của nước Mỹ đều nhận thấy điểm yếu trong Nhà Trắng hiện nay, kêu gọi các thành viên trong nội các của Tổng thống Biden tự vấn lòng mình sau màn thể hiện của đương kim Tổng thống trong cuộc tranh luận với ông Trump. Chủ tịch Hạ viện nhấn mạnh đây không chỉ là vấn đề riêng của Đảng Dân Chủ mà là của cả nước Mỹ. Theo đó, ông Johnson nêu rõ, có rất nhiều người đang yêu cầu sử dụng tu chính án số 25. Hãy kích hoạt tu chính án đó ngay bây giờ vì đây là tình huống đáng báo động. Theo tu chính án số 25 của Hiến pháp Mỹ, nếu Phó Tổng thống và đa số bộ trưởng trong nội các chính phủ đồng ý rằng Tổng thống không thể đảm trách quyền lực và trách nhiệm, Phó Tổng thống sẽ lên nắm quyền. Theo tờ The Hill, những tiếng nói lo lắng thậm chí kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua tái tranh cử ngày càng nhiều, tạo thành một dàn đồng ca. Những lời chỉ trích này là không thể tưởng tượng được trước khi bước vào cuộc tranh luận tối 27 tháng 6, khi các đảng viên Đảng Dân Chủ đã đoàn kết vô cùng, quyết liệt ủng hộ đồng minh của họ tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau cuộc tranh luận, nhiều nghị sĩ Hạ viện thuộc Đảng Dân Chủ đã bị sốc trước màn trình diễn yếu thế của Tổng thống Biden. Ông thường xuyên vấp chữ, chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác và dường như đã hơn một lần bị đơ khi suy nghĩ. Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ cảm thấy lo lắng. Bởi theo họ, màn trình diễn đó đã làm phức tạp và củng cố những nghi ngờ về sức khỏe cũng như năng lực của ông Biden. Đáng chú ý, cũng trong bối cảnh này, loạt tờ báo lớn ở Mỹ cũng đồng loạt đăng tải các bài xã luận thể hiện quan điểm về kết quả cuộc tranh luận Tổng thống. Điểm chung của hầu hết các bài xã luận này đều là kêu gọi ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden sớm bỏ cuộc để nhường cơ hội tranh cử cho người khác nếu còn muốn ngăn cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Như hình trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp và tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Quý vị kính mến, ngày hôm nay Ngọc Hà xin chia sẻ một chủ đề. Đời người chính là đang trong một quán nhậu lớn, sự bình yên hãy tự tìm ở trong tâm. Có thời gian nếu muốn trao đổi điều gì đó bí mật với anh em bạn bè, mọi người thường chọn vào quán nhậu rồi nói. Trong đó chỉ có người nói, không có người nghe, cho nên rất bảo mật thông tin, dù là ngồi sát cạnh người lạ cũng an toàn. Về cơ bản, hiện chúng ta đang ở một quán nhậu rất lớn. Cồn sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Cồn sơn có đá rêu phơi, ta ngồi trên đá như ngồi nệm êm. Trong gành thông mọc như nêm, tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm. Trong rừng có bóng trúc dâm, dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. Cồn sơn ca của Nguyễn Trãi. Hồi nhỏ tôi hay thích lên núi, hồi đó gia đình còn nghèo nên cũng ít được đi, nhưng đi lần nào là nhớ lần ấy. Lúc đó chưa lý giải được vì sao thích lên núi, có lẽ vì thích không khí mát, có tiếng chim ca trong lá, ánh sáng tràn hòa, hoa thơm bướm lượn, cảnh vật thì hùng vĩ. Như cái lần đi Côn Sơn kiếp bạc hồi dưới 10 tuổi, tôi leo từng bậc thang không biết mệt lên đến tận đỉnh Côn Sơn, nơi ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đánh cờ, nghe tiếng thông reo vì vút trong gió. Tôi thấy trong lòng như có suối chảy qua, mát và sảng khoái. Có lẽ cũng vì ảnh hưởng bởi bài Côn Sơn ca của cụ Nguyễn Trãi, sau này khi lớn lên mới hiểu rằng, hóa ra vì mình yêu cảm giác yên bình, tĩnh tại. Cảnh vật làm cho lòng người cũng dịu xuống, đầu óc thanh thản, nghĩ được nhiều điều sáng. Cũng như sở thích vãn cảnh chùa xưa của tôi thích đi chùa vào mùa vắng, ngồi chùa trên núi vắng bóng khách thập phương, chỉ có tiếng khánh, tiếng mõ văng vẳng của các sư tăng trong giờ đọc kinh.
đi chùa Hương thì không mơ được cầu cúng điều gì hết, chỉ mong một lần được nhìn thấy cảnh rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi, như trong thơ Cô Hái Mơ của cụ Nguyễn Bính. Thực sự là chưa bao giờ đạt được ước nguyện ấy. Đấy là mơ ước được tức cảnh sinh tình. Nhưng khi tôi lớn lên, những cảnh trí cô tịch ủ nhã ấy ngoài đời đã biến mất, chỗ nào cũng nườm nượp người. Ở những danh lam thắng cảnh nơi thế giới văn minh, tôi cũng không tìm được cảm giác yên bình ngày nhỏ ở Côn Sơn. Đừng nói là ở lễ hội chùa Hương hay đền Trần của hiện tại. Đời cứ thế trôi đi, luôn luôn bị vây bọc trong âm thanh ồn ã của cuộc sống hiện đại. Âm thanh trong lòng cũng cảm ứng, bên ngoài ồn thì bên trong cũng ồn. Khó mà nghĩ được điều gì thực sự sáng suốt trong khung cảnh ấy. Khi có nhiều tiếng nói trong lòng cất lên thì nghe cái gì đây? Sống một vài ngày tạm thế còn được, chứ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác trong nhịp sống quay cuồng, nhộn nhạo ấy thì rất không ổn. Dần dần, tôi có cảm giác đang sống trong một chiếc máy giặt. Tâm không tĩnh thì đời sẽ gặp nhiều sai lầm phiền toái và sống rất vô nghĩa. Có thời gian, nếu muốn trao đổi điều gì bí mật với anh em bạn bè, tôi bàn bạc với họ vào quán nhậu rồi nói. Trong đó chỉ có người nói, không có người nghe, cho nên rất bảo mật thông tin, dù là ngồi sát cạnh người lạ cũng an toàn. Về cơ bản, hiện chúng ta đang ở một quán nhậu rất lớn. Cũng như câu chuyện ông bố xôi sục vào phòng tìm đồng hồ mà không thấy, con trai vào tìm thì thấy. Bố hỏi, sao con tìm được? Con trai trả lời, con ngồi yên lặng thì mới nghe được tiếng tích tắc của nó, thì mới tìm được. Cho nên, tôi rất thèm một lúc được ngồi yên một mình trong yên lặng. Lúc ấy không ham muốn gì, tâm tình không bị kích động. Bỗng nhiên tôi nhớ lại được nhiều sự việc, kiểm điểm lại được mình. Tôi có thể nghĩ được những điều hay ho mà trong vòng xoáy mưu sinh tôi khó mà có được. Vì vậy, với người đang có tâm tình kích động, tôi chẳng nói gì. Khi người ta giận dữ, khi dục vọng gào thét, khi họ đang ghen tức đố kỵ, hay sợ hãi bất an, hay vui sướng cuồng điên, nói chung nhân tâm các loại đủ cả, thì trong đầu người ta có hàng ngàn tiếng nói tranh nhau giành ảnh hưởng. Lúc ấy mình nói làm sao lọt tai được. Lúc ấy, một cái vỗ vai thân ái với người đủ thân tình có khi lại có tác dụng hơn. Sau này, khi tu luyện Phật Pháp rồi, tôi mới hiểu ra, Côn Sơn bên ngoài ấy trong thời đại này là không còn nữa đâu, cũng không trông đợi được đâu. Cái Côn Sơn ấy nên tìm ở trong lòng mình, dù xung quanh mình là quán nhậu, mà quán nhậu ngày càng nhiều. Lúc ấy, sau khi đã tạm buông bỏ được những tạp âm của những giận dữ, lo lắng, muộn phiền, trách móc, đau khổ, sợ hãi, giành lợi, thì tôi nghe được tiếng nói sáng suốt của tâm mình khe khẽ cất lên. Vì lời hay bao giờ cũng khiêm nhường và lặng lẽ, không tranh về âm lượng, nhưng sáng, thấm và ấm. Và dòng suối trong mát hồi nhỏ lại róc rách trong tâm hồn, tôi đã về lại với Côn Sơn. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ ở bình luận bên dưới nhé! Cuối chương trình, Ngọc Hà kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia. Theo nguyên lý Trần Thiện Nhẫn, chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên được Hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, phong môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng cũng như sức khỏe cải thiện ngày càng tốt hơn. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn và hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta thật tỉnh táo để lựa chọn thông tin chính xác và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy thử tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!